Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel của mình là Thoại đây. Và hôm nay chúng ta sẽ có một cái update cực kỳ hoàn toàn mới, đó chính là thay thế bind code bằng tài khoản Aniflex. Ok, nếu mà các bạn muốn làm theo như mình á, để dễ dàng đăng nhập vào á, thì các bạn nên làm theo như mình nhé. Ok, các bạn vào menu nè, vào cái điện thoại nè, cuối cùng đó. Thì hiện tại nó có hai mục, mục ở trên đây là sẽ bytecode như bình thường. Ok, là các bạn chỉ cần tạo mật khẩu và game sẽ cho mấy bạn một dòng code, và cái dòng code đó các bạn chỉ dùng được một lần nha. Rồi, cái tiếp theo là cái update mới của game, đó chính là buy bằng Aniflex account. Đây, bấm vô. Thì hiện tại đây là ạc trắng thông tin, chưa hề có liên kết với một account nào cả. Cho nên nếu các bạn muốn đăng ký thì làm theo như mình nhé. Rồi, để mình bật con chuột lên cái nãy nha. Sorry mọi người. Rồi, thì mọi người thấy ở chỗ này nó có một cái nút, bạn bấm vào thì chờ khoảng tầm 10 giây, 5 tới 10 giây thì nó sẽ hiện lên một cái thông, một cái bảng như này. Thì ở đây là cái phần đăng nhập. Ok, thì mấy bạn thấy cái dòng ở dưới đây giúp mình không? Đây nè, bấm vô là đăng ký tài khoản nha. Rồi ở màn hình này thì chúng ta sẽ thấy đó chính là nó sẽ có một vài dòng điền vào. Dòng đầu tiên các bạn sẽ điền đó chính là email. Thì các bạn nên dùng sử dụng email chính chủ nha, tại vì đây là bước đầu tiên để đăng ký Aniflex account nha. Rồi tiếp theo là hai dòng mật khẩu, thì mình nghĩ nó sẽ yêu cầu là 8 ký tự cho lên đó. Rồi sau khi mà bạn điền hết ba dòng này rồi thì các bạn chỉ cần việc là bấm nút có màu đây nè, bấm vào thì trong game nó sẽ hiện một cái thông báo như này, đó là các bạn đã liên kết @fgo với cái email, với cái gmail đó vào ngày nào, và vui lòng các bạn chụp lại cái hình này giúp mình nhé. Tại vì nếu mà các bạn mà có bị mất tài khoản thì các bạn vẫn còn biết các bạn đã liên kết với Aniflex account vào ngày nào đó. Rồi, còn nếu như mà bạn muốn link vào một cái Gmail khác thì sao? Các bạn thấy cái chữ màu đỏ này không? Nó bây giờ nó thành chữ màu đỏ nè. Bạn bấm vào, bấm vào thì game nó sẽ hủy liên kết FGO với cái Aniflex account. Đấy, và hiện tại nó đã trở thành một cái account FGO chưa link gì cả. Ok, rồi bây giờ mình sẽ dùng một cái email phà kè đi nha. Mình sẽ dùng một cái email phà kè để mình làm clip cho mọi người xem. Rồi sau khi mà chúng ta bấm đăng ký thì nó sẽ link như này. Ok, bây giờ thì các bạn đã thấy một cái điều đặc biệt, đó chính là khi các bạn đã link account với Aniflex account thì dòng bytecode các bạn sẽ không dùng được nữa. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thoát game một tí nha. Rồi khi ở đây chúng ta thấy một cái, các bạn mà muốn đăng nhập á trên một thiết bị khác chẳng hạn, thì thường á thì các bạn sẽ bấm vô cái ở góc trái này như bình thường đúng không? Tuy nhiên ở bảng 2.91.5 này thì nó sẽ hiện ra hai bên. Đây, ở phần thông tin như này nè, ở phần thông tin này nè, nó sẽ hiện là hiện thiết bị này đang có account nào. Nó có account với cái mã số ID là friend ID đó, là nó số mấy nè. Và đây là tên master nè. Ok, tên master nè. Và đây là level master nè. Đấy. Thì chúng ta sẽ có hai lựa chọn, lựa chọn bên trái là nhập bằng bytecode thông thường. Và còn bên phải là sẽ là đăng nhập bằng Aniflex account. Ok. Và khi mà bạn mà muốn login vào thiết bị mới á,
các bạn bấm vô. Giờ nó loading cái màn hình của Aniflex account này nè. Đây, bây giờ mình nhập vô thử nha. Bây giờ ở chỗ này nó sẽ yêu cầu các bạn vào email của các bạn để lấy code 6 số. Copy paste cái 6 số nó vô. Các bạn bấm đăng nhập. Và đây là cái màn hình mà các bạn sẽ thấy. Ở bên trái của các bạn là thiết bị hiện tại đang login account nào. Và nếu như mà bạn đăng nhập bằng cái Aniflex account bằng account khác đó thì nó sẽ chuyển qua bên này. Thấy không? Đây. Thì nếu như bạn mà muốn cẩn thận á thì vui lòng kiểm tra ở hai cái bảng này giúp mình nha. Còn nếu mà đây là thiết bị mới lần đầu, nó sẽ chỉ hiện một bảng ở bên phải này thôi. Đấy. Và các bạn xem ở đây nè, là nếu các bạn mà đồng ý đăng nhập á, các bạn kéo cái khóa này nè qua bên phải giúp mình. Các bạn bấm vào là nó sẽ tự login. Ok. Còn mà nếu mà các bạn cứ để bên trái này nè, các bạn bấm mãi cũng không vô đâu. Ok. Cho nên các bạn ưu tiên check kỹ phần này giúp mình nha. Rồi nếu như mà bạn á đăng nhập thành công rồi á thì nó sẽ quay lại cái chỗ màn hình login như này, hoặc có thể là nó sẽ vào game luôn. Đây là một cái điểm rất là lợi của việc các bạn buy bằng cái Aniflex account ha. Và mình xin lưu ý với các bạn một điều như này nè, là nếu như mà một tài khoản Aniflex đã link vô một cái tài khoản Apple rồi, liệu hai thiết bị này có chạy song song Apple cùng lúc không? Xin thưa rằng là không nhé. Ví dụ mà các bạn mà login sau thì cái người đã login trước đó nó sẽ gọi là bắt buộc phải download toàn bộ lại data nha, bắt buộc phải download toàn bộ lại data. Cái này mình hiểu, tại vì do đây là một cái game sync về level nè, AP nè, và nhiều thứ giống như là bone, nói chung là nó phải sync tất cả các dữ liệu lại. Thì cái việc hai thiết bị chơi FGO, một tài khoản FGO cùng lúc là điều không thể nha, lưu ý giúp mình. Rồi, nếu như mà các bạn mà thấy video này hay thì có thể cho mình một like, một share, một subscribe nhé. Thank you mọi người. Good luck. Bye bye.